Rất tình cờ vào stream gặp ngay ông Bảo Hoàng với thằng Đệ Vanh, hai anh em đang đấu skin sao á? Mình sẽ phải xem thời gian. Chạm 10, chung kết. Như vậy là Vanh chạm 10 trước.
Ngày hôm nay Trùm Trọng Hoàng đã đang thất thủ trước coi như là Vanh công tử, Vanh AK. Vanh đã định coi như chơi xấu để vào la liếm nước mạng nhưng không ăn thua rồi. Như vậy là kết thúc chuỗi solo của các chủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạo phòng. Người phát code online chưa ạ? Để mình sẽ check người phát code. Rồi đây rồi, người phát code online thì đợi chút mình sẽ send code. Cùng một khi yêu đã từng hát cho nhau nghe. Mình sẽ tranh thủ lập phòng luôn. Tự do 2. Tự do 2 phòng 49. Rồi nhỉ, cái nhóm đây rồi, ok đây rồi. Thế vậy mình đã send số phòng cho các bác, cho các thanh niên rồi. Lên rồi mà Hùng ơi. Stream chưa có à? Stream có chưa? Mình sẽ phải check stream cho chút. Hơi nguy hiểm. May không sao.
Như vậy nhỉ?